Phúc Việt ô tô xin chào anh em, giới thiệu đến anh em mình một em xe Toyota Vios nồi đồng cối đá. Em này là số sàn 1.5 anh em nha. Xe mang nước sơn si màu đen khá là đẹp luôn anh em nè. Anh em vào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like. Nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em có ra video mới hoặc em có live stream thì sẽ thông báo đến anh em mà anh em mình nha. Bên em là Phúc Việt ô tô, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Tứ An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0936793793 và 0979778793. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thì hãy ghé đến bên em hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn về một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Quay trở lại với em xe Toyota Vios nồi đồng cối đá. Em này đời 2005 anh em nha. À, em này bản G, mang nước sơn si màu đen khá đẹp, mang biển Đồng Nai anh em nha. 11 với 6 là 17, 9 nút luôn anh em. Biển số cũng còn khá đẹp anh em nha. À, đèn anh em xem khá là sáng anh em nha. Đăng kiểm em này thì còn tới tháng 2, 2025. Mâm thì mâm ga lăn đúc có thắng đĩa cho mình anh em nè. À, lớp cũng còn khá là dày, phim nhiệt lên cho mình luôn rồi nè. Xe tắp bi cũng còn khá là đẹp anh em nha. À, có kính kính điện anh em đó. Em này là bản như là limo thì là quay tay anh em nha. Vô lăng cũng còn khá đẹp anh em. Xe trang bị cho mình màn hình nè. À, ghế thì ghế da bọc lại khá đẹp anh em nha. Số sàn hôm nay 1.5 thì mức 2 nhiên liệu hôm nay thì khoảng 6 đến 7 lít anh em nha. Anh em mình đi chơi chạy dịch vụ tập lái thì quá là ok luôn anh em nha. À, chủ cũ dán đèn can màu này khá đẹp anh em nè. À, em này thì chỉ có 128 củ khoai anh em nha. Bảo hành cho anh em mình là 3 tháng bao anh em mình rút hồ sơ gốc bao quay đầu cho anh em mình luôn. Trần thì có trần nỉ dinh luôn nè anh em. À, xe khá là rã anh em nè. Đây anh em, sau thì có camera lùi cho mình luôn anh em. Bốn quả này, bốn quả lớp mới luôn anh em nha. Đó, một em Toyota Vios nồi đồng cối đá. Để mở cho anh em mình xem phần máy nè. À, nổ máy cho anh em mình nghe luôn chứ. Đó, máy khá là êm anh em nha. Máy khá là êm ái luôn anh em. À, anh em đang nghe máy không? Nghe tiếng máy không? Đây anh em, động cơ VVTA A4 động cơ. À, xe này thì bên em bảo hành cho nên mình là 3 tháng. Trong thời gian bảo hành anh em mình có lỗi trục trặc gì máy móc, bên em sẽ cho thợ đến tận nhà sửa chữa cho nên mình không tốn bất kỳ một chi phí nữa anh em nha. À, xe thì bên em để mọc, anh em mình lấy xe thì bên em sẽ chăm nó thay nhớt nè, chăm nước mát nè, chăm nước kính nè. À, anh em nha, anh em mình yên tâm. À, xe bên em còn bảo bao quay đầu cho mình nè, bảo hồ sơ gốc nè. À, anh em nào kết một em xe Toyota Vios nồi đồng cối đá đời 2005, số sàn 1.5, chỉ 128 củ khoai, bảo hành anh em mình là 3 tháng bao em rút hồ sơ gốc bao quay đầu, hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lấy thử anh em nha. Địa chỉ với em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại với em là 0936793793 và 0979777893. À, bên em thì có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thì ghé đến bên em hoặc liên hệ đến số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp tài chính mình nhất anh em nha. Ngoài ra bên em cũng có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969711441. Ngoài ra bên em cũng có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969711441 anh em nha. Anh em mình có xe cận bản hoặc có người giới thiệu thì bên em cũng có hòm cho người giới thiệu anh em nha. Bên em thì mở cửa các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, mở cửa từ lúc 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Anh em mình sắp xếp thời gian ghé đến bên em xem xe và cũng như nói thử anh em nha.
anh em mình ghé đến bên em xem xe chưa vừa hỷ điểm nào, bên em sẽ cho sở ba thuốc tá lại anh em nha. Mercedes C230 suất rộng 2.5, xe mang nước sơn si màu đen màu bạc khá đẹp anh em nha. À, em này thì lên option miên man cho anh em mình. À, anh em một lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để một khi em có ra video mới hoặc em có livestream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. À, quay trở lại với em xe Mercedes C230. À, em này nè. À, dưới hơi bể, bên em sẽ cho sơ ba tức tát lại anh em nha. Xe mới vừa về luôn. À, bên này cũng hơi chạy nè. Đó. Xe thì có cảm biến trước nè anh em, có đèn bi led nè. À, có rửa kính nè, rửa đèn nè anh em. À, mặt ga lăng thì mặt ga lăng tuyết rơi khá đẹp. Em này thì mang biển thành phố anh em nha. À, mâm thì mâm ga lăng đúc. À, đây là có thắng AMG anh em nha. À, phim cách xe thì có gương tích hợp báo rẽ cho mình nè, tay nắm cửa một chạm thông minh nè, phim thì có phim cách nhiệt cho mình luôn anh em. À, trong thì có ghế chỉnh điện nè, ba vị trí nhớ ghế nè, có gương chỉnh điện anh em nè. À, đèn thì có đèn auto option thì miên man luôn anh em, có rửa kính auto luôn anh em nè. Đó, vô lăng tích hợp phim bấm cruise control cho anh em mình luôn nè. À, xe thì trang bị cho mình màn hình nền rồi camera hành trình giấy test luôn anh em. À, bên kia cũng có ghế chỉnh điện luôn anh em nha, túi khí thì quanh xe luôn. À, quanh xe cho mình luôn, trần thì trần nỉ zin anh em nha, option miên man cho mình. À, sau thì khá rộng rãi anh em nè. À, có dán phim cách nhiệt 3M cho anh em mình nè. Đó, cách nhiệt 3M cho anh em mình, trần thì trần nỉ zin cho anh em mình luôn nha anh em. Đó, hai vùng điều hòa độc lập. À, có lót sàn 5D cho anh em mình luôn, khá là xịn sò anh em nha. Sau thì có lên cho mình camera hành trình nè, cam lùi nè, cam cảm biến lùi cho anh em mình luôn. C230 AMG đời 2008 suất rộng 2.5, 100 cây thì rơi vào khoảng 10 đến 12 lít anh em nha. Xe khá đẹp, em này thì chỉ có 235 cục khoai, bảo hành cho anh em mình là 3 tháng, bao anh em mình rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. À, cho anh em mình xem khoang máy nè, xe mới vừa về bên em anh em nha. Đây nè, à, máy bên em để điểm mộc cho anh em mình nha. Anh em mình lấy xe thì bên em sẽ châm nước mát nè, thay nhớt nè, châm nước kính cho anh em mình. Ở đây chống cách âm cho anh em mình nè, kêu chỉ thì liền lạc anh em nè. À, một em mệt. À, khi xưa tiền tỏi bây giờ chỉ còn 235 củ khoai anh em nha. Anh em nào kết em xe Mercedes C230 số tự động 2.5, bảo hành cho anh em mình 3 tháng, bao anh em rút hồ sơ gốc, bao quay đầu, bao phạt nguội, bao danh chấp, hãy đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lấy thử anh em nha. Địa chỉ với em là 282/7 đường Lê Thị Thủy, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại với em là 0936793793 và 0979777893. Anh em có thể lên Google mã anh em tìm kiếm Phúc Việt Auto để ra đúng định vị, đúng địa chỉ bên em anh em nha. Anh em một lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em có ra video mới hoặc em có livestream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video của anh. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.